thứ tư, tuần thứ bốn mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 5, từ câu 17 đến câu 30. Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm, thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì con người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Bí mật ba ngôi. Giới chức tôn giáo Do Thái xưa xem Đức Giêsu như là một kẻ lộc ngôn, một kẻ sắc đồng, còn đám đông dân chúng lại coi người là một ngôn sứ, là đấng Messiah. Thế còn chính Đức Giêsu, người tự nói gì về mình? Có thể nói rằng bài tin mừng hôm nay là một lời bộc bạch về nguồn gốc sứ vụ của Đức Giêsu. Đối với người Do Thái, lời bộc bạch này ví như tiếng sét bên tai, không thể chấp nhận được. Đối với người Kitô hữu, lời bộc bạch này lại là một mặc khải vĩ đại từ trời cao. Quả thật, trong tâm thức người Do Thái, trong vũ trụ càn khôn này, Thiên Chúa là đấng duy nhất. Ngoài người ra, không có thần nào khác nữa. Còn đối với các Kitô hữu, nhờ ngôi lời nhập thể, bí mật trời cao này được vén mở, rằng Thiên Chúa không hề đơn độc. Người có một người con chí ái, người con này hằng làm theo ý Chúa Cha, nên Chúa Cha yêu thương Chúa Con và trao toàn quyền xét xử cho Chúa Con. Đi xa hơn nữa, ngôi lời nhập thể còn tỏ lộ cho con người biết rằng từ thuở đời đời, khi trời đất chưa có hình hài, khi vạn vật còn chưa hiện hữu, khi con người chưa được tạo thành, Thiên Chúa vẫn luôn hạnh phúc trong tình yêu vô hiệp giữa Cha, Con và Thánh Thần. Đây chính là chân lý thẳm sâu, không do lý trí phàm nhân khám phá, nhưng bởi mặc khải mà ngôi hai Thiên Chúa làm người đến mặc khải cho biết. Lạy Thiên Chúa toàn năng, cảm tạ Chúa vì đã mặc khải những điều cao cả cho những kẻ bé mọn như chúng con đây. Xin tôn vinh và chúc tụng Chúa đến muôn đời. Amen.